Mè toàn loại 5-6 cân thôi. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Hồ này tháo hôm nay là ngày thứ tư rồi, nước nó mới rút đến mức này, mới kéo được lưới. Hồ rất là rộng. Anh Thuy ơi, tí anh xuống bắt một con nhé. Tí lên đây là chọn xem con nào to nhất thì bắt. Tối phải làm gỏi được rồi. Cá ở đây thì quá sạch, quá đảm bảo rồi. Nhảy bôm bôp ấy. Mẹ này chắc đừng nhiều đấy anh Thuy ạ. Vớ vẩn là cá lao vào đầu vớ đầu luôn. Hồ này chắc có nhiều ba ba lắm đấy. Ba ba không gặp ở đâu, trước nó pet ở này không ăn được con nào. Bùn nó sâu quá hay sao nhỉ anh nhỉ? Đây nó rộng quá. Ở đây này, ôi thôi nó chạy về đây này. Hồ này chắc phải có mấy tấn cá. 20 tấn cả. Trước là thả đủ ô tô mà nhỉ anh nhỉ? Xe vào đến đây. Hồ rộng, nước sạch, nước từ trên thác đi xuống. Hồ này nó không có nước cống chảy vào, là nước sạch thôi. Hôm nay ngày thứ tư rồi, thứ năm rồi mới rút được từng này, chắc phải 3 hôm nữa mới cạn. Bên kia nhảy ác chưa? Ủa đấy, chép kìa anh. Thấy chưa, con chép. Vầy đỏ đỏ chép đấy. Đang quay đây. Còn lâu mới xong. Đấy, trôi. Mẻ này được nhiều đấy. Xác minh về vấn đề gì? Cái hồ này nó được khoảng 20 tấn cá, 25 tấn. Đâu đi ra ngoài đi, chạy về đi. Để
Con này Santo ngay trước mặt luôn. Tí nó kiểu gì nó nhảy vào thuyền nhé. Anh Thuyền ạ. Nó lao đi lao về tí nó nhảy vào thuyền. Mấy ông câu ấy, tiếp tục báo cá nhá. Chiều này vẫn chưa đông, sáng đâu. Nhưng mà sáng này không bắt được nhiều cá bằng chiều. Ông nào mà làm gọi thì đây lá lộc vừng này thì làm được. Đây tí nhặt lá lộc vừng này về luôn này. Làm gọi lá lộc vừng làm gọi luôn này. Bên kia có cả lá nhội luôn. Kéo này. Trên đường mà. Kéo này đấy, vớt được cái ông nào nằm ở đấy nữa thì chết nhỉ. Mấy năm trước đi ra đây. Úi dồi, cái to đấy. Hôm nay sáng sớm mà các ông xuống đất cũng ghê ghê lắm nha. Hai ngày hôm nay sáng sớm lạnh lắm. Nhưng mà ở dưới nước được một lúc nó vẫn ấm thoải mái mà. Ui chấm đen, chấm đen, con này chấm đen. Tí có con nào nó nhảy vào cái bờ này chắc là chết luôn đấy nhỉ. Nhưng mà tí mày có dự định lấy con nào về làm không? Có chứ. Đây chấm đen này. Bắt cả đàn luôn. Con này sắp nổi rồi. To lắm, con này chắc phải chục cân đấy. Nhưng mà cái đấy là tao quay video trực tiếp chứ không qua bản tin nó. Sáu mươi mấy cân được tắt chưa phi nhỉ, sát đang vớt được chưa phi không? Nó lao ra bên này nhiều lắm.
tầm đấy 3-4 cân đấy. Tầm cái này là 3 cân rồi. Nhìn thế thôi, to lắm đấy. Ăn lươn chưa? Không, đằng này tôi cũng sửa lươn luôn. Không biết là? Cái gì vậy? Cái cầm đá làm gì vậy? Nhâm cá. Cẩn thận, chấn thương sọ não. Này này. Vào đây. Bây giờ bọn nó lên cái lưới nữa nhỉ? Cho phép từng khóc một. Nó lên hai vòng rồi ha. Cá này như kiểu tập thể dục ấy nhỉ, phải cao thật. Sao không cạn, cạn hết đáy luôn mà. Qua lượng nước có nhiều. Bây giờ mà dồn lên một cái một phát thì nhiều lắm nhờ, nên là lấy từng ít một. Lấy con này này. Đấy, 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 đấy. Ui giời. Quay 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 Còn hơn cả hội ấy. Nó nhảy ra hết đâu, bây giờ lấy nó vòng sang đây rồi. Tí nữa mới kéo sang đây một lần nữa mà. Đấy, đi chọn cá đi. Kìa, tí họ lấy lên này.
Tàu thứ bảy anh Thủy chọn rồi. Làm con tàu nhất rồi. Ủa, con kia to chưa? Nó có ra được đâu, nó còn một lớp ở ngoài chúng mày. Bây giờ kép thêm phao vào đi thì mới xúc được. Rồi ôi. Kép thêm thằng vào đi thì mới xúc được chứ. Luôn cái tải này luôn đi. Để kéo lên đi theo luôn đi kìa. Ném tải xuống thôi. Đây còn nữa. Đây nó mẹ tao. Mày chắc à? Có phải mẹ không? Mẹ hoa đi anh. Đúng rồi. Con này xong, con này kia, con này xong luôn. Con này to rồi. Đấy, đi xong luôn, con này bỏ bắt. Cho con này trắng vào đây rồi. Giá kia con. Giá kia đi cho họ, khách cho kia phải chết cá. Giá kia không có cân. Cân lên làm gì? Lấy đi một phần á. Con cá chim nó đầy tải rồi. Rồi xem con mè trắng nào bỏ riêng cháu túi nhá. Vâng, lấy con mà. Tay to tốt. Nó mang ra ngoài kia nó để riêng hết. Lấy xin nướng, cứu được ở đây. Mình phải lấy ở đây, từ đây đi. Nó đi vùi thôi, không vùi, con chồng kéo đi. Quán này thoải mái lấy, nhưng mà chanh đâu mới đang một con mấy. Có mình vội mình mới lấy trước đi về. Bắt đèn mà, lấy cái của em mà chuột nữa.
mặt cũng quan trọng, cái cũng buồn chưa đấy. Lấy chỗ đổ, lấy chỉ lấy chỗ đổ. Làm ba đó. Kéo lên chân chắc đúng rồi, như vòng đang làm cái chân to đi thôi, đi kéo vào đâu rồi không đồn được ấy, tối nhé cho kìa. Con này mười mấy con anh? Quay anh Thụy bắt được con nào chưa? Anh Thụy ơi, anh Thụy, anh Thụy ơi, nhớ bắt một con nhé. Anh cá mè thôi, mè khủng, có con cá chim hơn 10 cân. To đây, to đây. Cái này gọi đi, cái này đi.
nào vợ nó ngồi về chồng cái cho nó xây cái này này cái này cái của nhà kia ở trên anh ơi cái gì đáng để làm anh bán hàng nó cứ trên một cái quá ấy à mẹ nó quá như kinh khủng luôn đấy bé ấy bé được xây lấy con đi ra không cái hè nha nhưng xây rồi đất trong đất nhanh rồi lấy hộ cho con này lấy hai lấy đất nhanh rồi bắt mấy vượt đây kia mới thích này đó kia 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 kia